cất cái nhà xong rồi mà tôi phải chết rồi. Thì bà thợ tôi nhớ tôi đem đi dưới. Nói nhỏ nha. Dạ. Tại vì mấy con của bà là không phải là con của tôi. Căng cứng trừng sờ vậy là cảm giác đó. Nó cứng khừ luôn á ông bà cô chú. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, hai vợ chồng của chú Năm. Người chồng thì 55 tuổi, người vợ thì ngoài 60 tuổi, không con cái để cậy nhờ, sống trong một ngôi nhà lá rách nát, ẩm thấp, nóng nực. Nực đến nỗi mà dù người chồng đang đau bệnh nhưng không còn lựa chọn nào khác, đành trải một tấm manh ra ngoài trời để nằm. Ngày còn sức khỏe, vợ đi cấy lúa mướn, mua ve chai, chồng đi ghe cũng đủ đắp đổi qua ngày. Nhưng vài năm trở lại đây, người chồng chẳng may mắc bệnh nan y, bác sĩ chê và dặn về nhà tình dưỡng, thèm gì ăn đó. Nhưng mà nhà cô chú cũng rất là nghèo, phải nói rằng là về nhà để chịu đựng, chờ chết chứ không phải là tình dưỡng nữa ông bà cô chú. Rất là may sau khi Trường đăng cái video lên thì nhận được rất là nhiều sự giúp đỡ, động viên của quý vị khán giả. Thì hôm nay Trường quay lại đây để thăm lại hoàn cảnh. Trường mời cả nhà cùng với Trường vô trò chuyện lại cùng với cô chú Năm ha. Dạ kính thưa quý ông bà cô chú, Trường với chị Dung hôm nay lại quay trở lại ở đây một hoàn cảnh ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Trước mặt Trường là chị Dung, đằng sau là cái quang cảnh ngôi nhà của chú cô Năm ha. Dạ con chào ông bà cô chú. Thì Trường vừa đăng cái hoàn cảnh của cô chú Năm lên thì chị Dung cũng rất là muốn tới để thăm cái hoàn cảnh này và có một chút quà cho gia đình cô chú đúng không chị? Dạ dạ. Thì thấy cái hoàn cảnh trên video như thế nào chị? Thấy hoàn cảnh, thấy video, thấy chú bệnh mà bụng to vậy mà thấy tội quá, mà thấy khổ mà giờ lên đây thăm chú chứ giờ không biết sao nói luôn. Dạ thì rất là khác cái đợt trước em tới đây thăm thì đằng sau chị là cái ngôi nhà lá của cô chú, còn bây giờ thì cô chú đã có một cái nhóm từ thiện của chị Bủ Linh Minh Tường ở Mỹ Tho đó đã gỡ ra rồi, thì ngày mai sẽ tiến hành lập lại cho cô chú bằng một cái nhà ngôi nhà tiền chế. Thì mình bây giờ mình vậy cũng mừng cho cô với chú. Dạ có ngôi nhà chứ trước là cái nhà là không ở được đó chị, cái nhà trước là nó giống như kiểu một cái nhà kho vậy đó, không bị rách bươm hết trơn nè. Bây giờ mình lại mình trò chuyện với cô chú cho chị hiểu thêm cái hoàn cảnh ha. Đây do lên thăm hoàn cảnh cũng gấp gáp cho nên là chị Dung cũng không mua gì, mua ba cái đồ để cho cô Năm nấu cho chú Năm ăn ha, bao gạo. Đây là chú Năm, đây là cô Năm này chị Dung. Dạ. Lần này tới là cái ngôi nhà mình đã tháo rồi đúng không cô Năm? Dạ. À, chị Dung đứng lại gần cô Năm, cái cô Năm kể một chút xíu về cái hoàn cảnh của cô cho. Dạ con, chú Năm bệnh lâu chưa vậy cô Năm? Nay 2 năm rồi. Dạ. Mỗi lần ông còn mạnh khỏe ông đi ra được cái mướn á. Dạ. Chở lúa đồ. Còn giờ ông phát bệnh rồi là không còn đi. Thì có nằm bệnh viện gì không dạ cô? Có nằm bệnh viện mổ bụng ông đó. Dạ. Thấy chú còn vậy thấy tội quá trời luôn. Đây ông thở ạch tối ngày ông đòi ăn này đồ ăn kia mà ăn. Bình thường mình bao tử không mà mình chịu không nổi, con này cái bụng chú vậy. Phải thấy chú thở thấy tội quá trời luôn. Ông đi ngơ nổi à. Dạ. Nãy giờ ông đòi ăn nữa mà có ăn nổi đâu. Dạ. Thì là có uống sữa rồi được không dạ cô? Được, uống sữa được. Dạ. Sáng tôi làm cho ông ly sữa. Dạ. Rồi uống thuốc vô. Dạ. Thuốc nấu á. Dạ. Rồi ổng nói hồi nãy nè, trời tôi thèm củ tiếu quá bà ơi. Dạ. Cái đi làm cho ổng ăn được có không biết, còn như ổng bỏ hết rồi, ăn không nổi. Này mình uống thuốc nam nào thêm cho sổ đi tiểu được. Uống thuốc nam đó. Dạ. Uống thuốc nam trực tiếp luôn. Dạ. Ngày uống mấy ca đó đó. Ca đỏ đỏ đó. Đây cô chụm củi không chứ đâu có củi không bếp ga hả cô? Ôi ra tiền đồng đóng lắm đó nè. Dạ. Tôi chơi củi không. Củi đi kiếm gì hằng hà luôn. Dạ. Mần không ra tiền mà không làm lắp đó. Thì chú Năm bệnh gì cái cô Năm ở nhà với chú luôn rồi, có đâu có đi làm gì nữa.
Không, mỗi lần cũng đi mua da chai. Dạ. Mà bây giờ nó đau rồi nè. Dạ. Mua mới rồi bỏ thằng con mới đi bán về giùm đưa tiền đó. Dạ. Cái giò nó đau bên khớp đây nè. Đi cà nhắc à. Còn giờ ở nhà với ổng nè. Nó kêu la tối ngày. Bệnh gì chứ sao? Bức rứt dữ lắm. Dạ. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, thì sau khi cái video trường được đăng lên đó ông bà cô chú, thì ngoài những cái lời động viên tới cho cô chú Năm, thì cũng có một số thầy thuốc cũng đã tới nhà của cô chú Năm để chỉ cách trị bệnh, và một vài người thì cũng đã tới đây để đưa thuốc cho gia đình không cô Năm. Dạ, dạ. Dạ. Thì mới đây nhất là khi ngày hôm kia. Hôm qua nè. Hôm qua hả? Hôm qua là thuốc đó làm sao hả cô, chia sẻ cho bà con biết đi cô. Thuốc uống đặng cho nó sổ ra, nó xẹp cái bụng á. Dạ. Ừ. Là mình uống được mấy lần rồi? Uống ngày qua, nấu ngày qua nay uống 4-5 lần rồi. Dạ. Ừ. Uống trực tiếp luôn. Dạ. Rồi sáng giờ uống nữa, ca đỏ đỏ nè, 3 ca. Dạ. Rồi chú Năm uống vô thấy sao chú? Thấy có khác gì không? Thấy thì nói chung là nó cũng êm. À. Nói chung là nó, cái dạng đau của nó là nó 10 phần có thể nó giảm được 3-4 phần. À vậy hả? À, mà điều tối mình ngủ, hình như là tối ngủ không được. Dạ. Yeah. Nó tối ngủ nó đau. Dạ. Yeah. Ngồi suốt sáng đêm là ngồi là nằm chắc được những tiếng à. Dạ. Yeah. Còn như là ngồi không. Dạ. Yeah. Mà cái bụng cảm giác làm sao chú? Nó... Cảm giác cái bụng giờ nó hả rồi nó căng, nó phì lên rồi đó. Nó đau. Dạ. Yeah. Chịu không có nổi. À. Này cái hả, bà nằm ở đó, bà canh, nó kêu bà. Bà nói giờ hôm kia tôi biết làm gì giờ. Ông đau trong cái bụng của ông mà tôi cho lẽ tôi chui chổng rồi tôi móc nó ra. Rồi bà chịu thép luôn, bà nói hay giờ để tôi lấy dầu sức, tôi nói cái này mình sao không chiếc dầu. Dạ. Rồi tôi nói tôi nằm đó tôi cắn răng tôi chịu. Dạ. Chỉ biết sao giờ sáng đêm ngủ chưa được tiếng không. Dạ. Cứ ngồi không à. Cứ sáng đêm cứ ngồi vậy nè. Mà ngồi trong cái mùng chứ không phải ngồi ngoài nha, ngồi trong cái mùng ngồi vậy đó. Dạ. Nhưng mà cái thuốc này là có dễ uống hơn dạ, mấy cái thuốc kia không? Dễ uống. Dạ. Hỏi hình như là chú có đem lên thuốc cho tôi nữa mà. Dạ không. Cái Bũ Liên với dạ, cái nhóm của chị Bũ Liên Minh Tường thì khác. À. Dạ, còn cái thuốc của hai thầy hôm qua tới thì khác nha. Dạ. Dạ. Thì dặn là cái thuốc của hai thầy hôm qua đó là về nấu uống liền. Dạ. Uống nó cái đó hả, nó sôi lên rồi nhưng thôi là nấu rồi nó còn cái xác nó trắng á. Dạ. Rồi mình hả bỏ. Còn cái thuốc kia là uống phải nấu sắc lại nó cái vụ. 4 chén còn lại có 2 muỗng. Dạ. Mà nấu vậy biết chừng nào mà cho nó còn cũng okay. Phải chịu. Dạ. Thuốc hôm qua là của thầy người người Cam phải không chú? Người Cam. Dạ. Mà cái thuốc có hay lắm. Cô rồi bà nói không là gốc của bà là ở Campuchia. Dạ. Mà hiện bây giờ bà ở bên Thái á. À vậy hả? Ở bên Thái mà bây giờ cái bà này là bà biết tới 4 thứ tiếng rồi. Dạ. À, nói chung là tội nghiệp. Người ta cũng ráng giúp đỡ cho tôi nó hơn chút cho chú Vinh Hữu hết bệnh cho tôi đi. Dạ. Con bà cũng bệnh nữa mà cái thuốc đó con uống không có được. Tự nhiên mà người ta lên đây đem thuốc rồi công lên đây đem thuốc luôn. Dạ. Đi xe đỡ. Cái cô đó là có con cũng bị bụng cũng bị giống như chú vậy nè, nhưng mà người ta còn bị thận nữa cho nên là uống 4 chứng bệnh lận uống không được. Dạ. Rồi người ta mới mang mấy cái thang thuốc đó lên cho chú á. Hôm qua bắt xe buýt từ dưới Gò Công lên á. Dạ, 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 dạ. Dạ. Rồi đi chơm lên luôn. Dạ, đúng rồi. Đi chơm vô đây nè. Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp thấy ghê không? Dạ. Thì thấy cái hoàn cảnh đây của cô chú ở trên con đưa lên trên mạng vậy đó. Thì người ta coi được thì người ta cũng rất là thương. Ừ. Dạ. Thôi, vợ ráng uống, mà ta đem vậy thôi. Bây giờ là cái tôi cứ gã cho anh rồi vợ tôi nấu bao nhiêu là tôi uống hết nhiêu. Dạ. Tôi hả mỗi lần tôi uống tôi giá 50 giờ Phật cho cô uống hết bệnh. Dạ. Nên người con đi mạng hỏi chứ nằm được hoài chịu không có nổi. Dạ. Bữa nay tôi xin lỗi với cô, tôi 60 mấy ký. Nay tôi ốm dữ dằn luôn. Không có ăn uống gì được hết trơn mà. Cứ ngồi không mà uống. Uống ba cái thuốc rồi quay lại là uống nước. Dạ. Ông đi mà sao không có thấy khỏe, ông mệt quá trời. Dạ. Tôi đi cầu cũng dữ lắm mà chú. Là từ khi uống cái thuốc của bên phần của cô Bu Liên á. Dạ. Đi cầu dữ dằn lắm. Còn thuốc của cái người hôm qua là khác. Dạ. Hôm qua là đi cầu từ sáng được đi có 2-3 lần. Dạ. Hồi kia tôi đi sáng đêm luôn. Đi riết đi không nổi luôn mà. Dạ. Này có cảm giác cái chân của chú Năm nó bự hơn mấy ngày trước. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, thì sau khi hoàn cảnh của cô chú Năm
được đăng tải lên thì rất là nhiều mạnh thường quân xa gần đã gọi điện cho Thương để chỉ các cái phương thuốc. Thì như nãy giờ cô chú chia sẻ đó thì cũng có một số người lên đây trực tiếp đưa thuốc cho cô chú rồi, còn một số phương thuốc thì ở trên các cái phần bình luận thì Trường chưa có. Xíu nữa Trường sẽ nói riêng với lại cô chú để cô chú nếu mà áp dụng được cái nào thì áp dụng nó bà cô chú. Như quý ông bà cô chú thấy nè, cái bụng của chú bây giờ nó căng cực kỳ căng cứng, Trường sờ vậy là cảm giác nó cứng khừ luôn á ông bà cô chú. Cứng ngắt luôn. Thì hôm bữa nói là có cái cục u gì trong này nữa đúng không? Đây này. Dạ, đó này. Trong này cũng có cứng cứng nữa nè ông bà cô chú. Cái vú nó đang nổi lên nữa. Rồi như dưới này thì cái chân, hai cái chân của chú sưng quá sưng luôn. Thì hy vọng giờ phước chủ may thầy thì các cái loại thuốc mà thuốc nam, thuốc ấy của chú lấy về đó. Dạ. Thì uống hy vọng nó bớt chứ giờ cũng không biết sao. Dạ. Tây y thì người ta đã nói là cả về rồi. Ở đây mấy cái mạch máu nó lên nó thấy xanh luôn. Dạ. Ở dưới thứ nó trở về nó hô kêu. Chở ông về đi, ông ăn gì mua cho ông ăn. Dạ. Thì thèm ăn thì thèm đủ thứ vậy chứ đâu có ăn được nhiều hay chứ. Ăn không được. Dạ. Ăn chờ chừng muỗng hai muỗng. Dạ. Là rồi đó. Dạ. Rồi hôm bữa giờ cũng có một số mạnh thường quân, các cô chú anh chị cũng có gửi tiền để giúp đỡ cho chú Năm. Dạ. Thì chú Năm muốn mua cái gì hay là muốn mua thuốc như thế nào đó thì chú Năm cứ nói với cô Năm mua ha. Dạ. Thì Trường xin phép được đọc tên các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho chú Năm, cô Năm ha. Thì anh Xuân Phạm và hai người bạn của anh là anh Tuấn và anh Kỳ gửi cho gia đình chú là 6 triệu. Anh Tam Quang Tùng gửi cho cô chú 2 triệu. Chị Tâm ở bên nước Mỹ gửi cho cô chú 1.250.000. Và chị Trinh Lâm ở Úc gửi cho cô chú 2 triệu đồng. Dạ, dạ. Cảm ơn. Thì tổng cộng là 11.250.000. Trường có ấy ra đây rồi. Bây giờ xin phép là gửi cho chú ha để Trường đếm lại cho đủ rồi Trường trao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 250.000. Thì đây là cái số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho chú. Thì Trường thay mặt các cô chú, các anh chị Mạnh Thường Quân để trao cho chú ha. Dạ. Rồi con trao cho chú ha chú ha. Cảm ơn rất nhiều. Dạ, chú đọc tên, để con đọc tên thì chú nhắc lại tên của các vị Mạnh Thường Quân dùng con ha. Tôi tên là anh Xuân Phạm, anh Tuấn và anh Kỳ. Xuân Phạm. Xuân Phạm, anh Tuấn và anh Kỳ. À, ở bên nước Mỹ là 6 triệu đồng. Dạ. Ở bên nước Mỹ là 6 triệu đồng. Anh Tam Quang Tùng, Tam 2 Quang triệu đồng. Tùng. Anh Tam Quang Tùng, anh 2 triệu đồng. Dạ. À, chị Tâm ở nước Mỹ, 1.250.000. Chị Tâm ở nước Mỹ là 1.250.000. Dạ. Chị Trinh Lâm ở Úc, 2 triệu đồng. Chị Trinh Lâm ở Úc 2 triệu đồng. Dạ. À, thì đây chú là... ông cảm làm ơn cho tôi gửi lời thăm mấy cô đó mạnh giỏi. Dạ. Cho khỏe. Dạ. Tôi rất là cảm ơn mấy người đó rất là nhiều. Dạ. Dưới đây cũng có cô này với chú đây. Dạ. Giờ đây có đứa cháu đến đây mà giúp đỡ tôi về. Con trai của chị. Dạ. Đến đây mà giúp đỡ tôi về là tôi rất mang ơn tôi. Tôi ấy lắm, tôi tuổi thân tôi lắm. Dạ, có gì đâu chú ơi. Dạ. Này là bạn con Tâm Kim ở nước ngoài gửi cho chú 500. Dạ. Với Phi cháu của con là gửi cho chú 500. Dạ. Với em dâu con gửi cho chú 200, nó là 1 triệu 2 con xin gửi chú. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Cô Năm đứng dậy luôn đi cô Năm. Dạ. À, thì đây là toàn bộ cái tấm lòng của các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi cho cô chú. Thì rất cảm ơn. Dạ. Thì cô xem chú có cần cái gì để mà sinh hoạt cho nó tiện hơn hay là thèm ăn gì thì cô giúp tụi con mua cho chú ha. Rồi cho tôi gửi lời cảm ơn gửi mấy người gửi tiền cho cảm ơn, rất cảm ơn. Dạ. Rồi nói đã lên đi, nói đã lên đi. Rồi thì chú cũng ráng ăn uống nghỉ ngơi ha. Dạ. Thì các mạnh thường quân cũng ngoài việc gửi tiền cho chú thì cũng
gửi lời thăm hỏi chú ha. Dạ. Thì chúc cho chú mau khỏe lại. Dạ. Anh uống được. Rồi. Dạ. Vậy là cảm ơn mấy chú rất nhiều, mạnh thường quân rất nhiều. Cô chú. Thì gửi cho tiền rất cảm ơn nhiều. Dạ. Chứ giờ mạnh tôi cũng biết rồi, đâu có biết nói gì hơn nữa đâu. Dạ. Chứ hồi đó là tôi nói thiệt, tôi chưa bệnh, tôi mặn dữ lắm. Tôi đi ghe, tôi đúng cây, tôi đi tùm lum hết trơn á. Chú ngồi đi chú. Chú ngồi đi. Cũng nhờ chú này với con này. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, ngoài những cái phần tiền của các mạnh thường quân gửi cho cô chú Năm, thì trường cũng rất là vui khi thông báo rằng là nhóm của chị Bủ Liên Minh Tường, một cái hội nhóm từ thiện ở trên Facebook á, là cái người mà giới thiệu trường tới cái hoàn cảnh này nè, là đã lợp cái nhà lại cho cô chú rồi. Thì hiện nay là đằng sau là đã tháo dỡ cái nhà rồi, thì ngày mai là bắt đầu lợp một cái nhà tiền chế đâu đó mấy chục triệu thôi, nhưng mà cũng đủ che nắng cho che mưa cho cô chú, quý ông bà cô chú. Thì trường thông báo lên để cho ông bà cô chú biết, để mừng cho cô chú Năm ha. Thì bên cái phần nhà thì nhóm chị Bủ Liên sẽ làm cho cô chú ha. Dạ. Bên cô Vũ Liêm á. Dạ. Làm ngày mai bắt đầu là thợ vô tới làm. Dạ. Vậy cũng mừng cho cô chú có được cái nhà để che nắng che mưa. Che nắng che mưa. Thì mấy bữa nay làm nhà vậy rồi tối là cô ngủ ở đâu, cô chú ngủ đâu? Ngủ đó đó. Ngủ trong góc tre hả? Đó, cho mát. Nó có cái góc tre huyền thoại đây, cô chú ngủ ở ngoài này luôn. Cái niệm đó chú. Hả cô? Ừ. Che ngủ dưới đó cho mát. Trời ơi. Đây mấy ngày cô chú Năm lợp lại cái nhà đó ông bà cô chú, thì hai ông bà sẽ ngủ ở ngoài cái gốc tre này. Hôm bữa là ngủ ở ngoài cái hiên nhà, còn nay là ngủ ở ngoài gốc tre luôn. Đem cái mụn mà mình vô hết rồi. Ngủ đó. Anh vô nha. Đây chào con nè, gắn cái này vô xíu nha. Ông để tiền để trong túi áo vậy, nhiều khi nó ấy nha ông. Dạ dạ dạ. Rồi nay về qua chỗ này ngủ lạ chỗ, ngủ được không? Dạ, không được. Không được. Ngủ đêm chừng tiếng hơn tiếng à. Dạ. Bây giờ chứ chú vừa bị bệnh lại nằm ngoài trời vậy thì chung là cũng nhờ được mấy cây này nó cũng che phước ba mùa xương bớt được. Dạ. Mà tối vậy thì ba cái con ấy nó sâu rồi mạt rồi nó rụng xuống. Tại vì mùng văng hết trơn luôn à. Nhưng dạ. Mùng giờ có mền mùng đầy đủ hết. Dạ. Có bắt cái quạt ra không ông? Không. Chú? Không có quạt. Dạ. Rồi rủi bữa nào mà không có gió là sao ta? Không có gió thì ngồi vậy nè. Ngồi vậy ngồi sáng đêm luôn á. Trời ơi. Chứ chịu đâu có nổi, đau quá ngồi luôn kia thôi. Sao ta? Giờ mà có quạt thì có kéo điện ra đây để ấy không? Điện thì có. Dạ. Nó đường điện kéo ra đó. Dạ. Có điện hết. Dạ. Dạ phải vậy biết thì phải mà biết thì hồi nãy con tích cái tiền kia con ra con mua quạt cho chú sẵn luôn đỡ quá ta. Ở nhà có cái quạt ở trong mà thua trời. Dạ, sao vậy? Tôi không xài, lại có quạt, nó có quạt nóng quá. Quạt nóng hả? Dạ, nóng quá không chịu không nổi. À. Chẳng thà tôi ngủ vậy đó, quá tôi lấy cái quạt tay đó tôi quạt. Dạ. Chứ không có chịu quạt gió tôi không chịu. Dạ. Nó bị hầm quá ha sao? Nó hầm. À. Mà cái quạt nó nóng dữ lắm. Dạ. Tôi không có chịu. Ừ. Tôi ngủ nhiều khi tôi giờ đó nó không chừng nữa. Dạ. Nếu đi không có giờ đó. Nhưng là hên có một cái đỡ, một cái là đây ít mũi nữa. Dạ. Ở giữa đồng vậy mà ít mũi hả? À. Dạ. Lạ vậy. Ở đây bụi cây rồi rậm rạp quá, tưởng đâu là nhiều mũi lắm chứ. Ít mũi lắm chứ mày. Dạ. Em mấy em qua ngồi đi em rồi cho chú quay lại cái cảnh này. Dạ. Cái này hy vọng là bên cái đội lập lại nhà cho chú, người ta sẽ tranh thủ người ta làm sớm để chú có nhà, chú vô nhà chú ở ha. Dạ. Tôi cũng rất là cảm ơn mấy chú mấy cô nhiều lắm. Dạ.
Chứ cũng như là bên dạng mạnh thường quân này tôi rất là mang ơn, tôi không bao giờ tôi quên. Tính ra là chú Năm hồi nào giờ là chú cũng sống ở ngoài không chứ cũng đâu có ở nhà nhiều hả chú? Ít lắm. Tại vì từ ngày cha mẹ mất nay mười mấy năm rồi. Dạ. Cha mẹ mất hết rồi. Giờ sống bên vợ đó thì tôi chỉ biết tôi đi mần. Dạ. Về tiền bạc có đi phụ vợ phụ con. Thì có nhiều phụ nhiều, có ít phụ ít. Thậm chí nhiều khi về cũng có dấu nha. Giấu lại 5-30% rồi đó rồi mua đồ. Vậy là có quỹ đen ha. Ừ. Mình cũng giấu lại 5-30% rồi đó rồi cũng để mua rượu nhậu với anh em người ta vậy đó. Dạ. Thế đó người ta mua mình nhậu hoài mình cũng biết mắc cỡ chứ. Vậy là giờ mới khai là có quỹ đen. Dạ. Nhưng mà quỹ đen của ông chú là nhiều nhất là được bao nhiêu? Hả? Cái quỹ đen của ông nhiều nhất là được bao nhiêu? Trời ơi, vài trăm ngàn à. Dạ. Chứ không có nhiều. Dạ. Mà ví dụ như 1 triệu tôi lấy 100. Dạ. Mà 500 tôi cũng lấy 100. Dạ. Còn không thì thôi, thì không lấy thì đưa hết cho vợ con. Dạ. Bà hỏi sao không lấy tiền mua thuốc mang hút, tôi nói đưa hết cho bà đó, bà mua cho tôi, bà mua đi. Dạ. Đây là vườn của chú Năm. À mà lấy cái này ra sao con? Còn bên này là vườn của cô Năm. Tận dụng gốc tre gốc dừa làm vườn không ông bà cô chú. Cái này là thiệt chứ không phải là diễn ông bà cô chú, tại vì nay cô Năm đang làm lại cái nhà, mà không có làm nhà thì cô chú cũng ngủ ở ngoài vậy à. Cho mát. Cứ mỗi người một góc vậy ha. Trông nực quá chịu không nổi. Dạ. Mà sao không có kéo quạt thì mình nằm ở trong nhà cho đỡ mũi mồng được cô? Có giăng mùng mà tối có giăng mùng. Nhưng mà sao ở trong nhà ngủ ngoài này thì tối chúng tới ẩm đi thì sao? Trời. Khổ thế mà nói ai ẩm đi đâu. Ngủ ngoài trời mà nhà không có, ở đây không có hàng rào gì hết trơn à. Ngủ ngoài đây vậy chứ nó mát. Dạ. Nói vậy chứ ngủ ngoài trời. Ủa cháu mà tốn tiền nhiều, tiền đâu đăng tiền điện trời ơi. Nhỏ em nó đăng tiền điện 500 ngàn cho tôi thấy tôi ứng quá không. Dạ. Để tôi ra gốc cây tôi ngủ mẹ, ra mát. Dạ. Nhưng mà tới đây thì cô chú làm nhà thì chắc cũng phải mua thêm quạt, thêm đồ ở trong nhà. Mua đó. Thêm cái quạt vô nhà chứ. Dạ. Mưa tới rồi sao? Dạ, mùa mưa thì cũng phải vô nhà chứ đâu mà ngủ ngoài trời vậy được. Mùa nắng quá nóng được thì ở đây. Dạ. Rồi mùa mưa cũng phải vô nhà. Dạ. Chứ thôi chịu đâu nổi. Dạ. Mấy nữa cất cái nhà xong rồi đó, mà tôi có chết rồi. Thì bà thờ tôi nhớ tôi đem đi chuyện dưới. Nói sao cô? Đem gì xứ ổng. À vậy hả? Đừng có để ở đây. Thờ tôi thì thờ ở đây chứ đừng đem tôi đi. Đem tôi xác tôi dĩa xứ. Dạ. Lòng. Còn thờ ông ở đây. Dạ. Là mấy ngày này nói cô dặn cô vậy rồi đó hả? Ừ. Dạ. Thì Mạnh Thường Quân cái anh ấy đó với cô Vũ Liêm đó. Dạ. Thôi kệ bằng tóc hành cho chú đi chứ để chết giữa đường. Nhưng mà nói nhỏ tôi vậy đó. Dạ. Thấy ông thở quá đi. Dạ. Thở ách ách, ông đi cũng không được. Dạ. Rồi mới bằng cái nhà tóc hành đó. Dạ, kiểu như sợ giữa đường rồi ông đi đột ngột quá rồi. Ừ. Không có chỗ để mà ấy hả, lo đám ha. Vậy đó. Dạ. Mà mấy nay thấy cô thấy tình hình sức khỏe của chú sao? Thấy ông giảm chừng phân đi. Dạ. Giảm một phân. Dạ. Uống ba thuốc đó đó. Cũng có giảm. Ừ. Giảm con phân à. Còn mấy bà hạnh vô thấy mệt ghê không? Dạ. Bữa nay thấy đỡ rồi đó. Nay là thấy con thấy cũng có vẻ như là tư tỉnh hơn, nói chuyện là đỡ, không có thở giống như bữa hổm mấy ngày trước. Ừ. Dạ. Bữa hổm dữ dằn. Dạ. Ở cơ Vũ Liêm với nói với mấy ông thợ kìa. Ok, ấy người ta cho tiền làm tóc hành cho chú đi chứ để chết giữa đường. Dạ. Rồi làm sao? Nghe nói vậy tôi cũng mừng. Dạ. Rồi kêu mấy đứa cháu nó phụ. Dạ. Phụ dở nhà ngày hôm qua xong ngày hôm qua luôn. Rồi ngày nay là chở cát đá. Ủa chú Năm hồi nãy con nghe cô Năm nói là mai mốt ông già, ông mãn rồi ông về trên kia hả? Dạ. À. Sao vậy à ông chú? Sao về trên... Nói nhỏ nha. Dạ. Tại vì
mấy đứa con của bà là không phải là con của tôi, con riêng của bà. À, nó quấn thù à? Dạ, cái đó con biết mà, cái đó là con riêng của cô Năm mà. Dạ, nó quấn thù à? Nó quấn thù. Lý do sao vậy chú? Thì thôi chú, nhưng mà không được thì về nhiều cái gì tôi với bà cự lộn cự cãi vợ chồng rồi chứ. Chứ sao có một cô cự cãi qua cự cãi lại cũng mới dễ nó minh mẹ nó muốn tôi có gì tôi buồn nói để nhà má cười tôi đi về giúp. Dạ. Giờ bệnh nó cũng còn bệnh mà điều để cho nó giảm bớt phần nào. Thì hôm nay nhờ cũng các mạnh thường quân nè giúp đỡ cho tôi được tiền để tôi mua thuốc công an tôi. Dạ. Tôi cũng thủ lợi chức đỉnh rồi coi nay đi xa về cậu dưới bao nhiêu. Mình nhưng mà từ biết. Lúc chú bệnh tới giờ là mấy anh không có rầy nữa phải không? Ha. Dạ. Ông anh ruột thứ hai thì ở Đồng Tháp. Dạ. Còn này em thứ năm á thì ở Phú Mỹ. Dạ. Em nhỏ em gái thứ sáu thì nó cũng về Phú Mỹ. À dạ. Còn dạ. Em gái thứ bảy thì nó ở tại nhà đó. Dạ. Ông già bà già thì mất. Còn Út á thì nó đi thành phố. Đi cả năm trời nó mới về. Dạ. Còn tôi đi thì tôi lâu lâu tôi về tôi ghé tôi đốt cho ông bà cho cha mẹ cái nha rồi tôi đi. Tôi đâu có ở đâu. Vậy là giờ mai mốt mà chú trăm tuổi về trên kia. Dạ. Dạ. Rồi các anh em rồi các cháu rồi nó vẫn lo bình thường lo ha. Dạ dạ, dạ. Hổng đi ở đi mằng Đồng Nai về mà không được đi về nửa đêm nữa không lội bộ từ cái Mỹ Tho mà lội về tới trên này luôn 3 giờ sáng thì sao không có điện cho các con của bên vợ chú đi chở? Tôi không có điện thoại. Không có điện thoại dạ. Trời đất ơi không có điện thoại đi bộ từ cái Mỹ Tho về luôn. Dạ về tới nhà 3 giờ sáng. Sao mà lạc đường lạc lối đêm hôm vậy chú? Không có lạc đường. Tại vì nằm viện với tôi không tiền. Rồi tôi trốn viện tôi đi về luôn. Trốn viện đi về à. Mà đi bộ về. Đi bộ về đi. Sao không có đi đâu về đây thì trên này trả tiền. Không có về đó chứ không có về đây mà tôi về. Ở Phú Mỹ. À về trên quê gốc ha. Dạ. Em nghe thứ bảy không thôi. Mở cửa ra thấy tôi ngồi trên cái giữa. Nó kêu trời không. Lúc đó là cái bụng của chú bự chưa? Bự vậy chưa? Bự rồi. Dạ. Thì kêu trời không à. Tôi nói đừng có la làng để cho tụi nó ngủ. Dạ. Rồi nó lấy mùng lấy mền rồi nó giăng cho tôi ngủ. Tôi cũng không ngủ được nữa chứ. Dạ. Rồi bà này bà đi kiếm tôi nè. Dạ. Nó như hoàn cảnh tôi khổ dữ lắm chú mấy chú không biết đâu. Dạ. Này sớm này tôi biết hết hơn à. Dạ. Nói gì chỉ có tôi với bà thôi. Nói gì tôi với bà à, vợ chồng rồi bắt tay gối vậy thôi chứ không còn ai nữa hết chú ơi. Dạ. Nói chung mấy con là coi nó không ra cái gì nó coi đi. Dạ. Tôi ngã bệnh tới giờ tôi đâu mần gì được đâu. Lúc trước tôi mần trời tôi mần dữ lắm chú ơi, tôi mần tiền bạc dữ lắm. Dạ. Một ngày tôi mần có thể là một ngày tôi có triệu. Khổ thiệt, làm lụng cả đời rồi giờ những cái ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời lại không có dư giả để mà lo được lúc này hả chú ha? Dạ, nói là chú nói con nói tôi chịu đúng đó. Mà cả đời không được dư giả để dạ. Lúc mình bệnh hoạn mà không có 1.000 bạc để mà lo trị bệnh. Dạ. Hãy nhiều khi rồi tôi nằm buổi đêm tôi cũng tủi bệnh. Tôi nói thật sự. Nhưng giờ mình biết nói gì giờ đây. Dạ. Thấy chú bệnh tật rồi nhà cửa vậy thì khán giả ở trên kênh của con đó coi được cái video cũng rất là thương chú á. Dạ. À. Tôi cũng rất là cảm ơn mấy chú với mấy cô nhiều lắm. Dạ. À, như ông bà cô chú thấy hồi trước chú đi làm cũng có tiền có bạc. Đi dạ. Làm ghe, từng biết được cái nghề đi ghe là cũng cái nghề mà cũng vất vả nhưng mà cũng là cái nghề mà kiếm được nhiều tiền lắm đó ông bà cô chú. Dạ. Nhưng mà có ông điền sao hồi đó chú tới giờ thì không có dư tới lúc ngã bệnh mà không có tiền để đi xe ôm, không có tiền để thanh toán viện phí mà phải bỏ giữa chừng để đi về luôn đó, ông bà cô chú. Nghe xót xa ghê. Hồi dư giờ lúc tiền khổ không có tiền. Dạ.
lúc đó thời điểm đó là đang nghèo khổ không có tiền bạc. Dạ. Trời tôi ăn mà tôi phải đi xin cơm ăn mà xin cơm ở bệnh viện chú. Ừ. Xin cơm thì xin nước tương ăn chứ đâu có gì đâu ăn. Trời ơi, bệnh mà ăn cơm nước tương hả chú? Dạ. Đi xin cơm thì xin nước tương ăn luôn. Dạ. Thì trời nó cũng ráng nuốt vô cho nó có trong cái bao tử nó khỏe chút. Dạ. Để mà cái bụng đói thì sao chịu cho nổi. Thì cũng phải ráng thôi chứ biết sao giờ nấu. Dạ. Tại vì cái bổn phận của mình nó đã như vậy rồi, mình chịu. Tôi không trách thằng ai hết. Mệt lắm chưa, nhiều khi tôi ngồi không nổi. Dạ. Mệt chứ lắm. Tôi dựa vô cái vách đó luôn. Vậy là chú mới nghỉ làm 2 năm nay từ lúc ngã bệnh tới giờ, chứ trước đó là chú vẫn đi làm kiếm tiền đều mà. Dạ. Dạ. Mới ngã bệnh 2 năm nay là nghỉ không bằng. Dạ. Cho nên nó mới khi dễ, nó coi tôi không ra gì. Nhưng mà giờ chú nói với bà xã chú, nói mấy anh đừng có gì nói chuyện thôi chứ sao mà quýnh đập mà đập thôi. Đập vậy mà sao mà ấy giờ. Tôi nói. Sao mà tao nói chú nghe nha, ở trong rừng như vậy đó chú ơi. Dạ. Chú không có ăn học. Nó không có ăn học nó vậy đó. Chứ giờ chú bệnh vậy thì lỡ mà đụng tay đụng chân thì chú ngã ra đó rồi ai lo. Giờ nó không dám. Bây giờ thì nó không dám rồi. Dạ. Chú, giờ con sợ chú kể cho con vậy thì lỡ mà lên video thì tới quýnh chú thì con không có đỡ nổi à. Cái đó là không có gì. Cái đó tôi tình thiệt, tôi nói thiệt, có sao tôi báo với chú là như vậy. Dạ. Tôi thiệt tình. Thôi nói vậy chứ các anh cũng thông cảm cho chú, chứ giờ chú bệnh vậy thì rồi giờ thương ông hết mà quýnh đập chửi mắng cái gì nữa. Dạ. Dạ. Nhiều bà nói chung bà cũng đầy la hoài mà nó cứ như vậy hoài chứ không biết sao vậy. Dạ. Chắc nhiều khi ở đây thì cuộc sống cũng khó khăn rồi, nhiều khi cũng cọc cũng cấu hả chú? Dạ. Mấy anh đó con biết là cũng cuộc sống cũng khó, cũng khổ hả chú ha? Nó mượn tiền nhiều lắm chứ mà nó không có được. Dạ. Nó mượn nhiều nó xài nhiều, nó không có đưa đồng bạc mà. Dạ. Mượn vậy nó nhậu, đánh bài. Thôi được rồi chú kể đi. Nói chung ai cũng có cuộc sống riêng mà. Dạ, dạ. Cuộc sống của mấy anh thì mấy anh lo. Dạ. Của mình thì mình lo đi. Dạ. Nhớ chú tìm mạnh thường quân cho đó chú, để cho nó cẩn thận nha. Con thấy dạ. Chú để trong túi vậy nhiều khi nằm nghiêng á. Nó ấy nó. Đó tôi bỏ vô bóp. Dạ, bóp rồi tối nằm cũng cẩn thận nữa. Dạ. Tối chú nằm ở ngoài trời vậy rồi con sợ ấy đó. Không có đâu tôi. Tôi vậy chứ tôi tìm mạnh thường quân cho tôi đụng tôi kỹ lắm. Dạ. Tôi thiệt chứ nhiều khi có hỏi đi. Tôi đào cái lỗ cái đất, tôi chôn cái lỗ. Thôi chú nói vậy là nói trên này là coi như tôi khai. Tôi cài mà tôi móc lên luôn à. Chú nói trên này trên mạng là coi như chú khai ra hết trơn rồi. Vậy rồi giờ đổi cách đi, giờ chú treo trên trời hay là cách nào đi. Tôi thiệt tình thì có sao tôi nói vậy. Dạ. Ủa chú, bữa giờ con cũng quên hỏi. Là trước đó là chú có đời vợ nào chưa? Có một đời. À, có con không? Con gái này 34 tuổi rồi. À vậy hả? Nó có chồng có con rồi, tôi có cháu ngoại luôn rồi mà. À vậy là quê vợ lớn của tôi là ở Tây Ninh. À. Thì vợ sao rồi hai vợ chồng thôi nhau hay sao? Hai vợ chồng thôi với nhau. Dạ. Rồi tôi mới về quê nhà. À. Rồi đi mặn mới gặp bà này. Dạ. Rồi con gái của chú biết chú bệnh vậy chưa? Không biết, tại vì tôi đâu có xài điện thoại đâu biết. Cái đó là ở bên quê ngoại tôi. À, quê ngoại ở Tây Ninh. Dạ. Mà những điều có thể là mấy đứa em tôi có thể là nó cho ai. Dạ. Mà những điều nó đâu có biết chỗ này tôi ở chỗ nào đâu. Ồ vậy đó hả chú? À, nó không biết chỗ tôi ở mà nó chỉ biết. Hồi mà chú với vợ trước thôi nhau là cho tới giờ là có gặp lại con không? Gặp. Có gặp luôn. Tôi đi lên được lần hai lần tôi gặp. Dạ. Mà những điều không có nói chuyện. Dạ. Yeah. Không có nói chuyện tới. Chắc còn giận chú hay là chú sao chú? Cái đó tôi cũng không hiểu được luôn. Tôi cũng không hiểu được luôn đó. Dạ. Giận hay gì thế nào rồi tôi không rành, tôi không hiểu. Dạ. Mình cũng giờ chưa chú biết được, mỗi một người một ý khác nhau mà. Giờ chú bệnh đâu vậy thì con mà có con gái của ruột của chú mà có thấy thì cũng về thăm chú đi chứ. Thì mấy giờ mà dạ. Điều tôi không có xài điện thoại thì tôi không có điện chú. Đây này có khả năng là
Nhiều khi chị cũng coi được cái video này đó, chú muốn nói lời gì với chị không? Dạ không. Tôi từ nay là từ ngày thay tôi thôi tới bây giờ là tôi không có nói chuyện gì đó. Thật là như vậy luôn. Tôi về bên ngoại với mấy gì tôi chơi là tôi ở bữa hai thôi gặp mặt, gặp cái kịch tôi không hỏi. Ngày sáng là đi uống cà phê với mấy dưỡng đó rồi về là ăn uống xong rồi là tôi sẽ sẵn tôi lên đường tôi về quê à. Chứ không bắt trảnh. Đó chơi một bữa hai à, chứ không ở đâu. Điều tôi không có nói gì hết, ai làm gì làm tôi không nói. Cái gì với mấy dưỡng đó sao mày không hỏi nó, tôi nói. Trời ơi, bữa tôi hỏi con nó đâu, tôi hỏi nó. Nó hỏi tôi, nó hỏi thôi với mấy gì với mấy dưỡng kêu con hỏi nè. Hỏi không khác gì con lệ thuộc với nó hả? Đâu có gì đó đâu. Bà già tôi ổng. Hồi đó bà già bà sống bà. Bà cưng tôi dữ lắm. Là bà cả hay là bà này? Bà cả. Dạ. Cưng tôi dữ lắm. Dạ. Thì tôi đi mần về xin lỗi nha. Bữa nào mà không có đồ ăn là nó bắt con gà hay con gì đó. Mần nó làm cho tôi ăn đó chứ không phải ấy đâu. Dạ. Chứ không phải người đâu, nó cưng tôi dữ lắm. Rồi nhưng mà sao hai ông bà lại hồi đó lại thôi nhau? Nói chung á, là cũng vì bên bà và vợ. Bà và vợ khó khăn quá. Dạ. Yeah. Kiểu sống mà cái hỏi chứ mần về cái hỏi chiều đi mần gì mần chiều về hỏi tiền đâu. Tôi nói ủa má tiền gì má. Mà đi mần tiền đâu. Tôi nói không mần gì cũng tiền cũng đưa cho vợ con chứ đi đâu. Mà nói sao không đưa tao đưa vợ mày. Tôi nói ủa. Con ở với vợ con chứ không phải con sống với má. Má hỏi gì kìa. Là riết và bà lần bỏ cái đi luôn. Đó là cái chuyện của má thì chuyện của má, chứ còn hai vợ chồng nếu mà còn thương nhau thì ở với nhau chứ. Thì mà điều tôi thấy vậy tôi tự động tôi bỏ tôi đi luôn. Rồi thôi, nay thấy trời cũng mát mát chắc trời cũng ủng hộ cô chú này. Dạ. Mấy ngày làm nhà mà trời mát vậy thì cũng đỡ. Chứ như hồi lúc còn nắng nó là mệt không nổi luôn. Mệt dữ lắm chưa. Dạ. Thôi chú cũng ráng ăn uống đi ha. Dạ. Mấy này có chút tiền trong túi rồi chú thèm cái gì thì nhờ các anh chị đó đi mua giùm. Dạ. Rồi có cần mua ghế, mua đồ gì thêm, mua võng gì thêm đó, mùng mền hay là mua thêm quạt thì chú cứ sử dụng cái tiền đó chú ấy, không sao. Dạ, cái dạ. Mùng mền thì đầy đủ rồi. Dạ. Gối có hết trơn luôn mà có một cái là quạt cũng vẫn có. Dạ. Nếu vẫn có mà tôi không có dùng tới nó. Dạ. Ít lắm. Khi nào mà tôi nóng thật chịu nổi ra đó. Dạ. Tôi ngồi vậy đó. Chơi chút rồi cái tôi cũng chui vô mụn đó. Dạ. Mà ở đây hơn có cái nhà không có mũi chú. Dạ. Tới khoảng chừng cỡ 10 giờ 11 giờ là trở về sáng không có mũi nào cắn đó. Dạ. Rồi thôi thì bữa nay con cũng lên trao chút quà của Mạnh Thường Quân cho chú. Dạ. Cập nhật cái tình hình sức khỏe cho chú, cho Mạnh Thường Quân rồi quý vị khán giả biết. Dạ. Cũng chúc cho chú mau bình phục ha. Dạ. Gặp được thuốc, rồi. Gặp thầy. Rất cảm ơn chú rất nhiều. Dạ. Rồi thôi Trường xin khép lại video ở đây, xin tạm biệt quý vị khán giả. Dạ. Cảm ơn các quý Mạnh Thường Quân đã gửi tiền cho chú Năm, cô Năm. Cũng như là các khán giả đã có những cái bài thuốc gửi cho chú. Thì hy vọng những cái video tiếp theo về chú Năm thì Trường sẽ quay được cái những cái hình ảnh mà chú hết bệnh, cái bụng xẹp lại rồi chú đi lại ăn uống bình thường được ha. Trường rất hy vọng cái video đó sẽ được công chiếu sớm. Trường xin phép khép lại video ở đây, xin tạm biệt quý vị khán giả.